Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 666.000 tỷ đồng, trong khi đó tổng chi ngân sách lũy kế sau 7 tháng ước khoảng 695.000 tỷ đồng. Bộ này cũng nói rõ là trong số khoản phải chi tiêu thì chỉ có 120.000 tỷ đồng là cho đầu tư phát triển, trả nợ lãi là gần 62.000 tỷ đồng và chi thường xuyên là khoản lớn nhất với con số là hơn 511.000 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc cho rằng, việc chi tiêu ngân sách của Việt Nam nửa đầu năm 2017 rơi vào tình trạng rất căng thẳng vì quá nhiều khoản phải chi, không còn tiền để đầu tư phát triển cho đất nước. Ông phân tích. Hiện nay thì tình hình là chi ngân sách của Việt Nam rất là trầm trọng. Một là chi thường xuyên thì chiếm đến 71% tổng số chi ngân sách, chi trả nợ thì chiếm đến 24,5% tổng chi ngân sách. Như vậy hầu như không còn có cái khả năng để mà chi cho đầu tư. Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này thì nguyên nhân dẫn đến khoản chi thường xuyên cao đến vậy là do tình trạng chi tiêu quá lãng phí. Cái tình trạng là chi tiêu một cách lãng phí hình thức hết sức là phổ biến và cũng chưa được ngăn chặn. Và chúng ta đều biết đức là những các cái khoản chi như là chi đi nghiên cứu khảo sát ở nước ngoài, chi là lễ tân, rồi thì việc chi vào những các cái việc là giao lưu tiếp khách là đã vượt chi rất nhiều và Việt Nam thì để còn chi và hỗ trợ cho rất nhiều các tổ chức gọi là tổ chức chính trị xã hội vì vậy cho nên là những các cái tổ chức này cũng đều được ngân sách chi tiền. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nêu ra một ví dụ mà ông cho là phản cảm, đó là gần đây, chuyện ông Hữu Thỉnh, người đứng đầu liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, đã trình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin hỗ trợ mua xe ô tô cho ông này. Ông giải thích là với chức danh của ông phải được hưởng chế độ xe như bộ trưởng, nhưng 10 năm nay ông phải đi mượn xe và xe đó đã quá cũ. Ông Thịnh giải bày rằng đối với người đứng đầu liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thì không thể đi chiếc xe đi mượn rách nát như vậy. Một chuyên gia kinh tế khác là tiến sĩ Ngô Chí Long nhận xét rằng, ngoài mức chi thường xuyên quá cao, Việt Nam còn đang phải đối mặt với một khó khăn nữa là việc trả nợ. Nói chung là cái thâm hồn ngân sách của Việt Nam là bệnh trầm kha, một bệnh nan y thì rất nhiều nguyên nhân. Có nghĩa là đầu tư công thì giàn trải, đầu tư không có hiệu quả, thì đấy là những cái biểu hiện này là sử dụng vốn không có hiệu quả và thường thường là kỷ luật tài chính chưa nghiêm và cái quan trọng nữa là trong cái thu đấy thì chỉ để chi thường xuyên thì chiếm vào khoảng 70 phần trăm mà phần lớn còn lại là để trả nợ cho nên chi đầu tư thì rất là thấp cho nên trả nợ cũng là một trong những nguyên nhân mà làm cho cái bội chi nó tăng theo số liệu của Bộ Tài chính cung cấp thì trong nửa đầu năm nay, Việt Nam phải chi ra 9.000 tỷ đồng mỗi tháng chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ. Tính đến cuối năm ngoái, mức nợ công của Việt Nam đã là 63,6% GDP. Tuy nhiên đầu năm nay, Bộ Tài chính dự báo là năm 2017 đến 2018, mức nợ công sẽ không dừng lại mà sẽ tăng lên đến ngưỡng 65% GDP. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết, đây mới chỉ là con số mà bộ tài chính thừa nhận là nợ của chính phủ và nợ do chính phủ bảo lãnh. Ông phân tích rằng theo thông lệ quốc tế thì các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước đáng lẽ ra cũng phải được tính vào khoản nợ ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm. Nếu tính theo cách này thì con số nợ công của Việt Nam có thể lên đến 210% GDP như Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia của Tổ chức thống kê Liên hợp quốc đã công bố trên thời báo Kinh tế Sài Gòn. Tình trạng bội chi ngân sách của Việt Nam liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Năm ngoái Bộ Tài chính cũng cho biết là mức bội chi cả năm ước tính hơn 192.000 tỷ đồng. Trước đó năm 2015 bội chi 256.000 tỷ đồng năm 2014 là hơn 249.000 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Việt Nam cũng thường xuyên đề ra các giải pháp là phải giảm chi thường xuyên. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội đã thông qua mục tiêu là giảm bộ chi ngân sách xuống chỉ còn 3,5% vào năm 2020. Đầu năm nay tại hội nghị tổng kết của ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng chi thường xuyên liên tục tăng lên thì phải hãm phanh lại dứt khoát chứ không phải dự toán rồi cứ chi. Giải thích lý do bội chi ngân sách xảy ra triền miên nhiều năm dòng mà chưa có những biện pháp hữu hiệu để giảm bớt tình trạng này, Tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng các biện pháp đã được đưa ra nhưng không phải một sớm một chiều đã mang lại kết quả. Là vì năng suất chất lượng hiệu quả của đầu tư nó kém tham nhũng vẫn còn phổ biến đấy là một trong những nguyên nhân mà biết thế đó rồi thì không phải giải quyết một sớm một chiều một ngày ngày một ngày hai được mà nó cả làm quá trình mặc dù đã sửa đổi rất nhiều những cái cơ chế quản lý của nó cái thể chế của nó ví dụ như là nâng cao hiệu quả đầu tư công hay là ví dụ như là tăng cường cái kỷ luật tài chính trong cái chi tiêu ngân sách thì cái này thì đấy là một vấn đề mà coi như là là nạn giải mà khó giải quyết được, cũng như cái bệnh tham nhũng lãng phí thì đã biết từ lâu rất nhiều biện pháp rất nhiều giải pháp nhưng thực sự là chưa có hiệu quả. Thời gian gần đây người dân bày tỏ bức xúc về những vụ việc được cho là lãng phí ngân sách nhà nước, chẳng hạn như vụ tỉnh Vĩnh Phúc chi ra 65 tỷ đồng để mua ấm chén làm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh này, số tiền này được lấy từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa. Hay chuyện tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chi hàng chục tỷ đồng làm kỷ niệm trương tặng người lao động giữa lúc ngành than phải đối mặt với thực trạng giảm sản lượng, việc làm và thu nhập bị sụt giảm. Tại Hải Phòng, người dân lên án việc chi 200 tỷ đồng để xây công trình nhạc nước rồi bỏ không và cuối cùng là phải phá rỡ đi. Tại Gia Lai, giấy tờ sổ sách cho thấy năm 2015, văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh này đã dùng 3,2 tỷ đồng ngân sách để tiếp khách trái quy định. Đó là còn chưa kể nhiều tượng đài trị giá hàng ngàn tỷ đồng được xây dựng trong khi cuộc sống của vô số người dân còn nghèo đói, nhiều trẻ em không được đến trường. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại cho rằng nguyên nhân chính làm cho vấn đề chưa được giải quyết là do việc thực thi và tôn trọng pháp luật chưa được thực hiện một cách nghiêm túc hầu như là mỗi một cấp thì đều tìm cách là chèo chống, đều tìm cách là chi rồi thì có khoản thu mà trong đó có những khoản thu chi thì lại không báo cáo, không nằm trong sổ sách. Cho nên tình hình thực sự là rất là phức tạp và điều này đã đến lúc là phải hôn nghiêm và phải thay đổi hẳn cái là việc thu chi ngân sách của bộ máy nhà nước, cái việc là thu chi của các tổ chức xã hội mà dựa vào cái nguồn chi của ngân sách để mà sống. Vị nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng này cũng đề xuất rằng Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc chi tiêu tiết kiệm, truy cứu trách nhiệm của những người lãng phí ngân sách và cắt giảm số lượng các hội và tổ chức do ngân sách nhà nước bảo trợ. bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Chủ tịch Trần Đại Quang hôm 28 tháng 8 tái xuất hiện trên truyền thông sau hơn một tháng vắng mặt bất thường. Báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng ngày 28 tháng 8, ông Quang tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio López diaz nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, kèm theo hình ảnh hai người bắt tay ngồi trò chuyện. Blogger Đinh Quang Tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định về sự xuất hiện của ông Quang. ông Trần Đại Quang xuất hiện trên màn hình không còn giá trị nữa dù là thật hay là giả. Tuy nhiên đối với truyền thông Việt Nam, ông Quang xuất hiện là tin hàng đầu trong ngày. Nhiều là bình luận trên báo tuổi trẻ viết rằng mong chủ tịch nước luôn khỏe mạnh dù truyền thông nhà nước không chính thức đề cập tình hình sức khỏe của ông Quang hay giải thích vì sao ông không xuất hiện trước truyền thông hơn một tháng qua. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội tại Việt Nam xuất hiện tin đồn rằng ông Trần Đại Quang bị bệnh và phải sang Nhật chữa trị. Hôm 25 tháng 8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam. Bài báo viết ông Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua và nhà cầm quyền chưa hề đưa ra bất kỳ thông tin giải thích nào, tạo ra nhiều đồn đoán có tranh giành quyền lực cùng với chuyện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể nghỉ hưu vào năm tới. Hôm 28 tháng 8, bàn về thông tin ông Quang xuất hiện, blogger Trương Huy Sang viết trên Facebook, sau một tháng ba ngày, người Nhật biết nhiều hơn chúng ta. Trước đó, blogger này đưa tin Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Đây cũng là ngày khi ông Quang tiếp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và đây là lần cuối cùng Chủ tịch Việt Nam xuất hiện trên truyền thông nhà nước trước khi vắng mặt. Nhận xét về sắc diện của người đứng đầu nhà nước trên ống kính truyền thông hôm 28 tháng 8, Facebooker Hải Nguyễn bình luận hóc hát, còn Facebooker Triều Nguyễn viết trong già và ốm nhiều. So sánh với những bức ảnh của ông Quang vào tháng trước, Facebooker Bắc Phạm viết nhìn khác quá. Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là Chủ tịch Trần Đại Quang viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, các blogger nói rằng bài viết này được soạn lại từ một bài viết đã xuất hiện vào năm 2013. Vấn đề sức khỏe của các quỹ viên Bộ Chính trị và quỹ viên Trung ương Đảng được chính quyền Việt Nam cho là bí mật. Blogger Đinh Quang Tuyến nói rằng ông quan tâm tới vấn đề đặc xá thường liên quan đến quyết định của Chủ tịch nước. À, tôi không có xuất hiện trên cái media trên cái truyền thông nhưng mà tôi chỉ quan tâm đến cái một khía cạnh mà nó mang tính hết sức là là nó 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 rất là đặc trưng đó là mỗi hàng năm hầu như quốc gia nào cũng vậy thông lệ là người người đứng đầu một quốc gia đó sẽ uh, có cái uh, cái lệnh thanh xá uh, cho các cái tù phạm nhân uh, để thể hiện một cái chính sách và khoan hồng một cái chính nhân đạo của một cái chính phủ nhưng mà rõ ràng là lần này không có cái cái uh, một cái hành động Tuần trước, luật sư Đặng Định Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói dưới VOA rằng việc không xét đặc xá dịp lễ 2 tháng 9 này là một thiếu sót lớn và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây cản trở hai đình trệ quốc sự. Hôm 24 tháng 8, truyền thông Việt Nam trích lời Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an nói rằng dịp lễ Quốc khánh năm nay nhà nước sẽ không tiến hành đặc xá mà chờ đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được áp dụng vào đầu năm sau. Giới bình luận cho rằng người đứng đầu nhà nước xuất hiện trở lại làm việc nhưng không thực hiện quyền hiến định thể hiện chính sách nhân bản của chính quyền là một mất mát lớn cho xã hội. Châu lập thể Thuyền nhân Việt, Thăng tướng Mỹ một thuyền nhân Việt được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi rồi nỗ lực trở thành chuẩn tướng, cho biết rằng ông luôn mong gia nhập quân ngũ để trả ơn Hoa Kỳ. Ông lập thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, từng là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ và đã được thăng hàm cấp tướng năm ngoái. Trả lời với Việt ngữ ông Thể cho biết rằng bản thân ông cũng không thể ngờ được mình lại nhận được vinh dự này. Ông nói: Tôi luôn nỗ lực làm việc hết sức mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành một vị tướng. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ rất hứng thú, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì có nhiều sự kỳ vọng, hy vọng là tôi sẽ làm việc tốt, không chỉ cho đất nước mà còn cho cả cộng đồng. Trước ông thể năm 2014, Đại tá Lục Quân Hoa Kỳ, Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân, và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Ông Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam trong một gia đình gốc hoa và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh bỏ lại mẹ và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Lúc 18 tuổi, ông cùng người thân vượt biên sang Mỹ bằng thuyền. Một năm sau, ông được phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được cặp vợ chồng Người Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi. Khi được hỏi lý do, gia nhập quân ngũ liệu có phải để trả ơn nước Mỹ, vị chuẩn tướng nói. Ông nói chắc chắn là vậy, đó là lý do số một. Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta, có thể nói là từ địa ngục. Suy nghĩ thường trực trong đầu tôi đó là phải trả ơn, và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục. Ngoài ra, vị tướng này cũng cho biết rằng ông nhập ngũ cũng là để trải nghiệm tinh thần đồng đội cũng như để tri ân cha ruột của mình, cũng như những người nhận nuôi ông ở Mỹ, cũng là gia đình quân nhân yêu nước. Trong buổi lễ thăng tướng năm ngoái, ông thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng hòa. Ông thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường Võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh Lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Sau 20 năm, tất cả các thành viên trong gia đình ông thể giờ đã đoàn tụ và hiện sinh sống trên khắp Hoa Kỳ. Khi được hỏi về ý nghĩa của giấc mơ Mỹ đối với mình, ông thể nói. Ông nói giấc mơ Mỹ mà tôi đã trải qua đều gắn với các cơ hội và nỗ lực hết mình. Một trong những điều tốt đẹp ở Mỹ đó là chúng ta có cơ hội dành cho tất cả mọi người mà tự do đem lại. Cơ hội ở đất nước này không bao giờ hết và nếu ta sẵn lòng gắng sức làm việc vì bất kỳ công việc nào ta sẽ thành công. Tướng lập thể cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới những thanh niên Mỹ gốc Việt gia nhập quân ngũ. Ông nói bạn sẽ là một việc cao cả hơn bản thân mình và thuộc về một tổ chức được người dân Mỹ hết sức tôn trọng. Với những người trẻ tuổi muốn gia nhập quân ngũ, ông khuyến khích các em đi theo con đường đó. Theo các nhà quan sát, việc ông thể trở thành chuẩn tướng trong Vệ binh Quốc gia là điều hiếm, vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của Lục quân hay Hải quân. Vệ binh Quốc gia là lực lượng dự bị của Lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Các chuyên gia quân sự nhận định việc tướng Lý Tác Thành được thăng chức tổng tham mưu trưởng cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh cải cách năng lực tác chiến cho quân đội Trung Quốc, theo báo của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận chức vụ mới của tướng Lý Tác Thành, người từng chiến đấu trong chiến tranh biên giới Việt Trung, là tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc thay cho ông Phòng Phong Huy ông Li Ji, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nói với tờ Hoàng Cầu Thời báo hôm 28 tháng 8 rằng việc thăng chức cho ông Lý cho thấy rằng Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng và quyết tâm giao trọng trách cho một vị tướng trẻ, giàu kinh nghiệm chiến đấu, lãnh đạo quân đội. Ông Lý, năm nay 63 tuổi, chỉ huy trưởng một đại đội Trung Quốc trong cuộc chiến Trung Việt năm 1979. Ông bị thương trong cuộc chiến và sau đó được quân ủy Trung ương phong anh hùng. VT News của Việt Nam trích đăng báo chí Trung Quốc nói rằng ông Lý Tác Thành trở thành một hiện tượng. Vào đầu thập niên 1980, ông đi tuyên truyền khắp Trung Quốc để kể lại trận đánh trong cuộc chiến tranh 1979. Năm 1982, ông Lý được bầu vào đoàn chủ tịch của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 12, khi ông 29 tuổi. Và đến năm 2015, Ông lên chức thượng tướng và được phong làm tư lệnh lục quân Trung Quốc. Chuyên gia Li Chi nhận định tiếp rằng, một số quan chức trong quân đội có những thành tích và kinh nghiệm như ông Lý theo trong đời sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ trọng yếu. Quân đội đã có những thay đổi lớn về trang thiết bị, vũ khí và huấn luyện trong tiến trình cải cách. Thay đổi nhân sự cùng với việc cải tiến vũ khí và khả năng tác chiến của quân đội sẽ bảo đảm rằng các lực lượng quân sự của chúng ta có đủ khả năng bảo vệ biên cương và tấn công không khoan nhượng một khi xảy ra chiến tranh. Theo nhận xét của đại đốc Hội Hưu, Xu Quang Du, hiện là một cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ Quân bị và Kiểm soát Vũ khí của Trung Quốc. Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải tiến chất lượng hơn là số lượng vũ khí. Ông Xu nhận định rằng, cũng tương tự như vậy, quân đội cần phải có một lãnh đạo có đủ năng lực Ông Su nhấn mạnh rằng huấn luyện quân đội là việc làm quan trọng và cần thiết để tăng cường khả năng tác chiến của lục quân. Ông nói, quân đội Trung Quốc cần phải thường xuyên thao dược tác chiến bằng súng đạn thật và cần phải tích cực tham gia các sứ mạng gìn giữ hòa bình. Du Thi Hi, căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc đặt trong khu tự trị nội mông sẽ giữ một vai trò lớn hơn trong công cuộc rèn luyện cho quân đội. Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trong cuộc duyệt binh hồi tháng 7 đã ra lệnh cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc phải nêu cao tính hiệu quả trong tác chiến, hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Vi